Xem cái cảnh chào cả nhà nhá. Hôm nay chia sẻ một cái khế ngọt của gia đình. Cái khế rất là đẹp và nghệ thuật. Đây, cái này nó nhỏ thôi. Điện thoại vất nhà. Cái tay rất đẹp. Thì vành chỗ này có 80 ăn đầy mét để chơi dạng bonsai. Thích nhất cái tay chỗ này bay. Cái này nghệ thuật này. Phát ở chỗ này có mét anh em ạ. 60 phân bay ra 60 phân. Quả kìa. Quả kìa. Đấy, 3 quả, 4 quả kìa. Cao chỉ tầm 4 mét, 5 mét thôi. Cháu ơi, cháu có thuộc số điện thoại của bố không? Đây đọc trực tiếp vào cái clip này luôn, cháu ra đem đây đọc luôn ở đây, khách hàng người ta thích thì người ta điện trực tiếp. Trông chiều này đẹp nhất này. Thank you.
chủ gia đình sẽ đọc cái điện thoại nhá, khách hàng thích thì liên hệ trực tiếp nhá. Số 383 là số của ai? Thế cháu có thuộc số bà không? Có thuộc số mẹ không? Hay đây đọc số của cháu được. Thế cháu đọc đi. Đọc đi. Thế cháu đọc cái số đấy được. Đọc cái số mẹ cháu đi. Chú muốn đọc luôn ở trong này này. Được rồi, chú ghi. À, các bạn nào thích cây này sẽ điện cho số điện thoại này nhé. 0762 422 383. Chết rồi. 0762 422 383 nhá, cây ở Hữu Lũng Lạng Sơn nhá. Chủ gia đình này của cây khế ngọt này nhá. Rồi ok, chào. Chia sẻ cái khế ngắn gọn thế thôi. Nhà thích thì liên hệ số điện thoại trên nhá. Cái vành gốc thì 80 thôi. Tay bay rất là đẹp. Cái bonsai, cái này chơi bonsai nhá. Ok. Để chuyển sang.